Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chìa khóa khai ngộ. Con người làm sao mới được khai ngộ? Khai ngộ giống như mở ổ khóa. Ổ khóa dùng để khóa cửa nhà lại, ngăn cản không cho quý vị ra vào. Cho nên quý vị nhất định phải có chìa khóa mới mở cửa được. Nếu không, quý vị sẽ bị nhốt trong nhà vĩnh viễn. Thế thì chìa khóa này ở đâu? Nó ở ngay trong thân thể quý vị đó. Cũng dễ tìm lắm thôi. Vậy phải tìm nó như thế nào? Đang khi quý vị ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, tức là lúc quý vị tìm kiếm chìa khóa. Vậy bao giờ mới tìm được nó đây? Chuyện này phải xem trình độ tu hành của quý vị mới định chừng được. Nếu ai tinh tấn thì tìm ra nó rất mau. Còn nếu người nào giải đãi thì sẽ không bao giờ tìm nó được. Chẳng những đời này không tìm ra, mà ngay cả đời sau cũng không tìm ra nó đâu. Đạo lý này cũng rất đơn giản thôi. Trong tâm quý vị mà đã bị khóa, thì tâm bị khóa đó là vô minh. Nó có thể làm cho tâm thanh tịnh sáng suốt của quý vị biến thành tâm ô nhiễm hắc ám. Khi gặp cảnh đến, nếu quý vị không có trí huệ để phán xét phân biệt giữa thiện và ác, quý vị sẽ làm những việc điên điên đảo đảo. Nhưng nếu quý vị tu hành đắc lực, quý vị sẽ phá vỡ được vô minh. Đó tức là tìm được chìa khóa. Tâm bị khóa tự nhiên sẽ khai mở ra. Sau khi trí huệ quang minh xuất hiện rồi, dù gặp bất cứ việc gì đi nữa, quý vị cũng không có phiền não. Vô minh là gì? Nói đơn giản là hắc ám đen tối, cái gì cũng không rõ biết. Bởi người không hiểu rõ chân lý mới khóa tâm lại, vì vậy không thể khai ngộ được. Vào đời Đường thời Tông Đế, có vị thái giám tên Ngư Triệu Ân. Thái giám đã hỏi quốc sư: vô minh là gì? Quốc sư nói: ông chỉ là một tên tướng mọn nô tài thì có tư cách gì để hỏi Phật pháp chứ? Vừa nghe thế, vị thái giám liền nổi giận đùng đùng. Quốc sư bèn cười và nói: đó tức là vô minh, phải không? Cho nên nói lửa vô minh có thể thiêu hủy cả rừng công đức là vậy. Người mà có đủ điều kiện để ngày nay khai ngộ chính là vì từ nhiều kiếp trước họ đã từng tu biết bao nhân lành rồi, cho nên đời này họ mới được thành tựu. Nếu như lúc trước họ không tu nhiều nhân lành, đời này họ sẽ không thể nào khai ngộ được. Quý vị đều muốn khai ngộ, phải không? Trước hết, quý vị nhất định phải biết chuẩn bị tu hành. Chỉ vậy mới có hy vọng khai ngộ được. Vì sao Đức Phật Thích Ca được thành Phật ở đời này? Bởi Ngài tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo, là Ngài đã tu phước tu huệ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, lại tu 32 tướng công đức cùng trồng 80 vẻ đẹp trong trăm đại kiếp. Do đó, Ngài ngồi dưới cội bồ đề, đến giữa đêm nhìn lên sao sáng mà khai ngộ. Nếu như những kiếp trước Ngài không tu thì đời này Ngài sẽ không thể thành Phật được. Giảng ngày 12 tháng 7 năm 1980. Ha ha ha, 问什么的说